Nhưng cô bé người anh trên sân khấu ngày hôm nay là gia đình nhỏ rất hạnh phúc của anh Long chị Hường cùng bé Tuệ An. Và ngay lúc này đây để đáp lại tâm chân tình của tất cả quý vị, thì xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe qua những lời phát biểu cảm nghĩ đến từ anh Long. Xin được trân trọng kính mời anh. Hôm nay thời tiết nó cũng không được thuận lợi lắm. Đầu tiên cho Long xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả cô dì chú bác nội ngoại cũng như bạn bè đã dành thời gian đến tham dự buổi sinh nhật của bác. Số là làm đúng ngày sinh nhật mà vì nhiều lý do khách quan cho nên là giờ ngày sinh nhật hơi trễ xíu, cho nên là cũng nhiều anh chị hỏi là chưa thấy tôi đâu, thì hôm nay gia đình cũng dành chút thời gian để làm lễ sinh nhật. Qua đây thì Long với Hường cũng cảm ơn cô chú anh chị cũng như nội ngoại hai bên đã dành thời gian để tham dự buổi sáng ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị. Và ngay lúc này đây xin mời quý vị sẽ cùng hướng mắt về sân khấu để chúng ta cùng chứng kiến hình ảnh cả gia đình nhỏ của anh Lâm chị Hương cùng bé Tuệ An sẽ cùng nhau thắp nến thổi nến cũng như là cắt bánh sinh nhật. Vui niềm hạnh phúc của gia đình anh Lâm và chị Hương.
đó chính là chứng kiến hình ảnh con mình sinh ra lớn lên và bước đi những bước chân chỉnh đầu đời. Niềm vui, niềm hạnh phúc ấy còn được nhân lên rất là nhiều lần khi mà ngày hôm nay tất cả quý vị đã không quản ngại đường xá xa xôi cũng như thời tiết không thuận lợi. Và để đây hãy đăng ký cho mình những ca khúc thật hay và ý nghĩa nhất cũng như những ca khúc mà quý vị yêu thích nhất để gửi về cho bạn thân chúng mình. Thank you.
mình vậy không hiểu.